Chào các bạn, hôm nay mình quay cây trà lạt cho các bạn xem nha. Nhà mình ươm giống này là giống Trung Đông, trà lạt dùng để làm cảnh đó. Cung cấp cho tất cả các khách hàng có số lượng theo nhu cầu, nhiều rất nhiều hoặc rất nhiều đều thử cung cấp được. Để mình quay kỹ một cây cho các bạn xem nha. Đây, ví dụ như cây này. Đây, rất là chắc. Chắc chắn nó dùng nghìn cây, vạn cây như một. Bạn yên tâm về chất lượng, giao hàng đảm bảo. Nếu sai quy cách, đền 200%. Vườn ươm nhà mình làm ăn uy tín chất lượng, bảo hành trên từng cây một. Nếu như vườn nhà bạn mà hành lang nhà bạn hoặc là công sở, cơ quan, công viên của bạn mà được trồng hàng trà lạ thì rất là sang trọng. Hiện nay thì trà lạ đang rất là được ưa chuộng để làm cảnh. Nếu bạn có nhu cầu mua cây trà lạ thì liên hệ với số điện thoại của cây giống Bonnet nha, số online